Đây là hai cái cô bé mà ở cái vòng thi trước á, mọi người rất là thích là bởi vì cái sự tươi tắn dễ thương khi lên sân khấu, và hai con cứ cười bất chấp. Nhưng mà ở vòng thi này thì lại đưa ra một thử thách khác, bắt hai con hát hai cái bài hát mà không có được cười, bài Lòng Mẹ rồi bài Huyền Thoại Mẹ, mà đòi hỏi cái chiều sâu của cảm xúc nhiều hơn. Khi đưa cho hai bé bài này cũng cam go, bé Thi thì nhỏ quá và hát nó không có được mạnh bằng bé Vi. Nhưng mà bài hát này thì khi đưa vào thì cái phần bài Lòng Mẹ thì Vi lại làm rất là tốt. Vi thì con bớt có gò từng cái chữ, điệu từng cái chữ đi, tại vì hát tình cảm không cần phải điệu từng cái chữ. Năm tháng không có tháng, đâu có phải à, không phải là đâu phải là an thở anh tháng sắc tháng đâu. Đọc hát lại câu đó. Tiếng ru em tiếng đừng tiếng, có tiếng không? Đừng có gần có cuốn chữ tiếng. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng. Hai con hát tốt, cái cách diễn của hai con trong bài này cũng phù hợp, không có cười là đúng. Hai cái bài này bài buồn mà đang hát về mẹ, mà mẹ rất là khó khăn, rất là vất vả, mẹ hy sinh này kia, cho nên là không có phải tươi tắn như cái bài trước mà mình hát, cho nên bớt cười lại như thế này là đúng. Chỉ về tập lại phát âm cho chú hai chị em luôn nha. Dạ. Ừ. Lối xeo đeo đôi
cho mưa gió không hoàn thân gầy mẹ và Quỳnh Thy. Đây, à, đây là cô bé mà cười suốt, thậm chí là xém bị loại cũng vẫn cười. Hôm nay con tuyệt vời lắm, con hát nguyên một bài mà con không cười một chút nào hết. Con rất là nhập tâm thể hiện. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Phương Vi, con làm chú rất là ngạc nhiên. Tại vì chú nhớ là con là đứa bé mà lúc nào cũng cười hết. Con diễn cái thần thái rất tự tin và rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cái đó là cái hay của con. Cho nên hôm nay chú chúc mừng con làm rất tốt phần của mình. Mà xin lỗi chú Vũ, là chú Vũ có để ý không, là hình như là hai bé này hát mà ít nhất là ba vị huấn luyện viên là gần như rơi nước mắt. Anh Nghĩa là lấy chậm chậm lấy tay. Rồi anh Nghĩa là vốn là một người rất là mạnh mẽ đó. Anh ít khi nào anh khóc mà thấy anh nếu như không mạnh mẽ lại. Phải làm thế nào? Còn chị Tư Cẩm Ly thì thôi, thấy là mắt đỏ hoe rồi. Còn Thu Trang thì lúc đó là xém lấy khăn giấy để lau cho Dương Triệu Vũ rồi đó. Đặc biệt và cái lợi thế của hai con mà không phải cái đội nào cũng có, đó là hai con rất đáng yêu và rất dễ thương. Và theo người ta nói, một khi mà mình đã yêu rồi thì cái kiểu gì cũng thấy hay hết. Chúc mừng hai đứa. À, xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang chia sẻ. Của tụi con ngày hôm nay khác hẳn với những vòng thi trước đây. Áo dài nè, tóc nè, mọi thứ đều rất là dịu dàng, duyên dáng và đầm thắm nữa. Chú Bạch muốn hỏi hai cái bông là ai bày cho tụi con cài lên mà đẹp quá vậy? Dạ, cô trang điểm cài bông cho tụi con. Tụi con có biết ý nghĩa của cái bông hồng mà được cài lên trên ngực áo có ý nghĩa gì không? Bông hồng cài lên trên ngực áo tượng trưng cho là những người còn có mẹ. Còn có ba mẹ, chứ không phải là chỉ còn có mẹ. Còn nếu mà những người mà mất ba mẹ thì mình sẽ cài bông gì? Dạ, những người mà không còn ba mẹ nữa thì mình sẽ cài bông màu trắng. Giỏi quá. Hôm nay thì thật là một ca khó cho huấn luyện viên của các con. Bởi vì sao? Các con diễn những vòng trước, cái gì hay, cái gì đẹp thì con đã làm rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Thì vòng này huấn luyện viên lại khai thác cái chiều sâu của tình cảm yêu thương gia đình và nhất là của người mẹ. Chú Bạch thấy rất là vui và cảm động nữa khi bạn Quỳnh Thy là đưa tay ra trong câu hát của bạn Phương Vi. Phương Vi thì hát nhưng bạn Quỳnh Thy hôm nay đưa cái tay ra diễn thay cái cảm xúc của người bạn mình. Chú nghĩ đó là một cái sự ăn ý của cặp song ca với nhau, hỗ trợ với nhau hết mình, và điều đó vô cùng quan trọng để các con thành công cho những bài hát tiếp theo. Cảm ơn chú. Mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Bài hát này cũng chẳng đòi hỏi tụi con phải cần cái kỹ thuật gì hết, chỉ cần hát rất là mộc. Cái cô cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là con đã chạm được cảm xúc của các huấn luyện viên ở đây. Và cái điều mà cô nói với Quỳnh Thy, con bị cái gì, cái micro thì sao? Là phải để sát vô. Cho con có một cái tật là con cứ để rất là xa như thế này. Mà khi mà mình hát càng thấp không nghe, con để xa nó là lại sẽ không nghe nữa. Hiểu không? Những cái đó cô chỉ rất là kỹ. Cho nên là con phải cố gắng khắc phục. Con cười thật là tươi để kêu gọi khán giả bình chọn cho hai con nha. Mỗi bạn chia sẻ ra. Các con nhớ mã số bình chọn của mình không? Rồi, hai bạn cùng thể hiện sự yêu thương của khán giả đi. Nếu mọi người yêu thích tụi con, hãy bình chọn cho tụi con với mã số 05. Nếu yêu thích cặp đôi Phương Vi và Quỳnh Thy, quý vị hãy soạn SC, viết tắt của từ song ca, mã số bình chọn là 05 và gửi về tổng đài 6540. Hai chị em ôm nhau cái thể hiện nên là Rồi, cảm ơn rất là dân ca đương đại, làm rất tốt, diễn xuất rất tốt. Nhưng mà nói về cái độ khó đó, về hát á, thì nó
chưa có khó bằng cái bài này. Tại vì bài này mình nghe thoáng qua mình tưởng là rất dễ hát, nhưng thật sự khi mà thâu âm ở trong phòng thu á, nó là một bài EDM cho nên người ta có thể chỉnh cái giọng mình và mình có thể thâu đi thâu lại một cái câu. Nhưng mà hôm nay là hai đứa hát live cho nên là những cái nốt treo nó sẽ rất là khó hát. Thứ hai là con phải làm sao giữ cái cột hơi trong khi con diễn để mà nó không có bị tuột nốt. Càng ngày mình sẽ càng thử những cái khó hơn nữa. Tụi mày, tụi con ráng hát hay như cô Trang nha. Cô Trang hát rất hay thiệt. Cô Trang bữa giờ là giả bộ không biết hát thôi. Thật. Sẽ hơi nhanh lên chút xíu nha con. Con tự chủ động đẩy nhanh lên chút xíu theo con nha. Cái ưu điểm của hai cháu là hai cháu có một cái sự nghiêm khắc ở trong cái cách làm việc, tập tành vũ đạo, tất cả mọi thứ đều rất là ổn. Còn cái yếu điểm là hai cháu hay bị chi phối lắm. Tại vì nhiều năng lượng quá, mà đang tập xong thì có thể cháu Tú sẽ nhảy tưng tưng, người chạy vòng vòng một hồi nào đó, rồi bạn Khôi đứng tập mình. Nhưng mà nói chung cái đó cũng, đối với Vũ cái đó cũng là một cái ưu điểm, là tại vì còn con nít mà, mình cần có cái sự hồn nhiên đó. Thì khi có sự hồn nhiên đó thì khán giả sẽ cảm nhận được, và khi cảm nhận được họ sẽ yêu mấy cháu nhiều hơn. Cái chữ vậy nè, chữ sướng là con phát âm cũng sai nè. Có vài chữ thôi, vài chữ. Có những cái nào mà, thôi. NG cuối lại là con bị thiếu chữ G. Trên ráng coi lại cái đó nha. Tí xíu nữa mình coi. Ráng nha. Yeah, một cái nha. Vô chữ gì? 1, 2, 3 Yeah.
Wow, thưa quý vị, hai cô tiên xin được cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn ABC Kids. Đây, cặp tiên đồng ngọc nữ của chúng ta đã mở màn vô cùng sôi động, đó chính là Anh Khôi và Cẩm Tú. Dễ thương quá, bước ra một cái là ca khúc hai cô tiên của hai bạn đã khuấy động. Chỉ có điều là Nguyên Khang đang nghĩ thôi, có đề nghị nhỏ là không biết được không. Tức là hai bé có cái động tác rất là đáng yêu mà bây giờ không biết là xuống có các vị huấn luyện viên có thể nhảy chung giữa các bé cái điệu nhảy đi được không? Đâu, quay qua. 2, 3. Đầu tiên với chị Tư nhảy nha. Yên ai ai hờ ai hai ô ô cơ ô cô hai cô điên là hai cô điên. Trời ơi, tôi ước gì mà cho tôi quay trở lại dòng giành giật. Gì vậy, rồi giật con ta để cho tôi ráng tôi giành giật nữa. Hai cái con người này nhịp thì chắc ơi là chắc mà dễ thương nè, hát hay nhảy giỏi, rồi cái giò y như là người mẫu, đúng không các cô các chú? À, y như là người mẫu vậy đó. Hai đứa con làm giữ cái năng lượng từ đầu cho tới cuối. Cô với chú Thanh Bạch ngồi coi coi chừng khúc cuối không biết có mệt không, tại vì bài dài quá mà tổ hợp cũng rắc rối nữa, nhưng mà đi tới cuối bài rất là tốt. Một tràng pháo tay nữa cho Tú và Khôi. Cảm ơn. Rồi mời hai bạn quay trở lại sân khấu. Bây giờ Nguyên Khang xin phép được mời một nghệ sĩ mà có cảm giác như là mùa hè nó chói chang, nó ập thẳng vào trong cái trường quay của chúng ta. Xin được mời nghệ sĩ Đàn Nhĩ. Phải nói là tám cái bà tiên màu đỏ xung quanh á tạo thêm một cái không khí rất là sôi động, rất là máu lửa cho tiết mục này ha, mà hai con không bị chìm lấp giữa tám cái cô tiên áo đỏ đó, rất là hấp dẫn luôn. Chúc mừng hai con. Vì con có một cái lợi thế là tụi con đã biết vũ đạo rồi. Và tụi con hay một cái là chú Vũ xây dựng cho tụi con hát đồng âm. Và đồng âm tụi con nghe lúc đầu á là nó đều, nó không có solem một tí xíu nào hết. Cái đó là rất hay khi mình hát song ca với nhau, là con hát cái đó rất tốt. Và đã vậy vừa nhảy rồi vừa hát, rồi bắt đầu một bạn hát, vẫn còn nhớ cái chỗ mình. Khi tôi vào câu này là bạn này sẽ ngưng, rồi bạn là tiếp theo cái câu đó tụi con giữ. Tức là tụi con rất là tự tin trên sân khấu. Tôi thích cái mặt cái anh Khôi nghe, anh chất lắm, khi anh nhảy rất là chất. Tuy rằng Tú con nhảy giỏi hơn nhiều, nhưng cô xin nhắc một cái điều nhỏ này là trang phục, đạo cụ, phụ kiện, tất cả mọi thứ cố gắng làm sao mà nó chỉnh chu. Tại vì hồi nãy con ra con, cái này nó sẽ làm cho con phân tâm. Tại vì con bản lĩnh lắm rồi đó, tức là nó cứ tuột cái vai áo con, thế con phải kéo vướng lên, phải kéo vướng lên. Tuy rằng nó nhỏ như thế nhưng nó ảnh hưởng, nếu mà bạn nào không có bản lĩnh nó sẽ bị mất tập trung và con sẽ bị lệch và bị chệch ra ngoài liền. Cái đó rất là quan trọng, cho nên các con phải cố gắng chỉnh chu tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ xin mời cặp đôi đang sở hữu hai chiến binh rất là mạnh này. Hôm nay cô rất là vui vì cái phần biểu diễn của con đó, nó khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Con còn tự tin hơn ngày hôm qua gấp 100 lần nữa. Cô cũng cảm thấy rất là vui và là hãnh diện vì Khôi. Còn Tú thì khỏi nói rồi, con vẫn giữ cái phong độ của con. Và nếu như cô nghĩ con giữ cái phong độ này đi suốt cái chặng đường sau nữa thì sẽ rất là tốt. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Dạ, và huấn luyện viên sôi động nhất, nhảy nhiều nhất đó chính là huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Xin lại đây. Tăng đạo, tăng đạo. Hai đứa làm chú rất là tự hào. Chú cảm thấy rất hãnh diện. Tại vì những cái gì mà chú nói ra con nhớ hết. Và con làm còn hoàn hảo hơn chú mong đợi nữa. Chú cảm ơn hai con. Nhiều. Nay tụi con được phân công hát bài Cây Vĩ Cầm. Dạ. Có hiểu bài này là gì không? Biết bài này chưa? Dạ, dạ. Con có nghe bài này dạ. Rồi ha. Mà mình phải học để hiểu, để hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái sự am hiểu của mình về cái bài hát. Ok, chia câu ra ha. Cây vĩ cầm. Giọng hát của Kiều Vi và Ánh Tuyết á, thì hai cái chất giọng dĩ nhiên là sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà cùng chung một cái chất, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng có thể hát được mấy cái dạng mượt mà. Cho nên đó là lý do mà Trang sắp xếp cho Ánh Tuyết và Kiều Vi sẽ bắt cặp chung trong cái đợt này với ca khúc Cây Vĩ Cầm. Cho nên cái bài Cây Vĩ Cầm nó vừa sức với các bé để thể hiện một tình cảm mà các bé đang sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, nhưng các bé phải tập trung nội tâm và giọng hát để làm sao người thân của mình cảm động.
thì khán giả sẽ cảm động. Bây giờ mình phải tìm cho mình một phương pháp hát làm sao. Một là cây ví cầm hát đơn giản lại. Còn nếu mà Nhâm đã luyến được chữ đó thì hơi cây ví cầm ta đi ba đi ta, nó phải có cái sắc thái. Đó là cái cơ hội cho mình kể chuyện, hát gãy gọn cái chỗ đó lại. Hy vọng là các con hiểu được bài hát, tập cho thật là kỹ cùng với phần dàn dựng rất là đẹp, là bật mí không có nói ra trước hết, các con sẽ có một ca khúc rất là giàu cảm xúc. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo trên sân khấu của chúng tôi là một sự kết hợp giữa hai giọng hát. Đây là hai giọng hát lần đầu tiên kết hợp với nhau, nhưng có một sự ăn ý trong cách thể hiện. Cả hai sẽ thể hiện một ca khúc vô cùng xúc động về một người cha rất yêu thương con gái của mình, nhưng có lẽ số phận rung rủi, sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, không biết làm cách nào để con của mình có cơ hội được đến trường học tập. Người cha đã bắt buộc bán đi cây vĩ cầm quý giá nhất ở trong nhà để giúp cho con mình có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Vĩ Cầm và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tước. Cây vĩ cầm
dấu yêu. Vì con cha đã hóa cây bàn già nua, ngồi siêu vào hiên nhà ngóng trông. Thưa quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đoạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùa xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này. Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng, nó tạo nên một cảm xúc rất là dâng tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Trường Vũ. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con. Và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất. Nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nghĩa chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư và các con đã hát tốt cái bài hát của mình cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực để có những cây đàn đẹp ở đây, để có
chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình. Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. Đây là cơ hội để các bạn kêu gọi khán giả yêu thương bình chọn cho mình. Nào, xin mời hai chị em. Mọi người ơi, mọi người hãy bình chọn cho con và anh Tuyết với mã số 04. Hãy xóa SC04 và gửi về tổng đài 6540. Xin cảm ơn và chúc mừng hai bạn. Phố thì say, nhìn hay, hay. Ở Tiên á, khi mà hát những cái bài mà gọi là bốc á, thì chị rất là cá tính. Lần này cho chị hát một cái bài mà nhẹ nhàng á, thì công nhận là rất là khó khăn. Đừng đưa tôi về con. Còn nói về Mỹ thì chưa có biết cách để mà khi nào mà cần nhỏ, khi nào cần to. Hai bé vẫn đang giữ cho mình một cái phong cách mà nó hơi dễ thương của các cô gái tuổi teen bây giờ. Nhưng mà khi đi vào từng bài hát cụ thể với những cái cảm xúc nó khác nhau thì hai bé vẫn chưa có thể thoát ra được cái cảm xúc mà của các cô bé tuổi teen đó. Vì thế Đại Nghĩa phải hướng dẫn cho các con, rồi phân tích cho các con hiểu rằng cái bối cảnh câu chuyện này của chúng ta đang diễn ra ở đâu, và nhân vật mà các con đang thể hiện bài hát á, là có hoàn cảnh như thế nào, cái cảm xúc ra làm sao, để các con có những màu sắc trong cái cảm xúc khi trình diễn. Phố nghiêng theo chiều gió, trăng nằm dưới trăng. Con đừng có diễn cái kiểu mà điệu 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 điệu. Tức là dễ thương chứ không phải điệu. Không có giày nha con. Dạ. Mình mấy bé mà bán ngoài đường mấy con thấy không? Rất là thoải mái, quẹt tay, quẹt chân này kia. Tức là phong cách nó mạnh mẽ, phải không? Thoải mái lắm chứ không phải là giống như là nhà thiếu nhi như vậy nha. Dạ. Ok. Phố thì say, nhìn hay, hay. Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may. Phố thì đông, người đông, đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi. Đừng chân ơi tôi xin, đừng bước nữa. Đừng tôi ơi, chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng. Đây là đằng sau, rất cao, rất xa. Biết ai kia không nhà, có đang nhớ ta. Chắc đang say thôi mà, sớm mai sẽ quên. Giống như quên lời hứa của đêm rất êm. Đây là gió bay, giữa đêm, trăng say. Chân nhỏ bé âm thầm về đâu trong đêm vắng tanh, ngón tay gầy heo khô lạnh, để những yêu thương ước mơ được sống bên mẹ, được trong vòng tay ấm êm với tiếng cười nói mẹ hiền, hạnh phúc đơn sơ. Giấc mơ một gia đình yêu thương, và em mơ mơ giấc mơ cánh tay mẹ. Một lời dù sao thiết tha, khao khát từng đêm. Những bước chân sao nhói nhói đất lạnh, thầm bước trong đêm. Tiếng cười, và tôi luôn mơ mà một ngày mai nắng ấm.
và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn say trong tiếng cười, và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nắng ấm, nơi thế gian luôn ngập tràn bình yên. Này là đám sao Phương Việt. Cảm ơn các bạn. Cho phép Nguyên Khang được nói thêm một chút về bản mashup rất tuyệt vời hai ca khúc Phố Thị và Giấc Mơ Của Tôi. Đây là hai ca khúc rất khó để có thể mashup lại với nhau, bởi vì cái ca khúc này nó có bốn cái tempo khác nhau mà các thí sinh của chúng ta phải thay đổi nhịp liên tục. Và khi mà Nguyên Khang để ý theo dõi thì thấy huấn luyện viên Cẩm Ly rất là lo, chỉ phải đập tay để mà để nhắc các thí sinh của chúng ta phải giữ nhịp cho chắc với mỗi đoạn mà chuyển tempo. Và chúng ta thấy là hai cô bé của chúng ta đã làm rất là tuyệt vời bản mashup hai ca khúc này. Có thể dành một tràng pháo tay cho Mỹ Mỹ và Thủy Tiên. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của gia đình Vũ Trang. Cho cô Trang hỏi hai con là hai con vào nhân vật gì? Dạ tụi con là trẻ em cơ nhở với lại mấy anh chị. Trẻ em cơ nhở thì cô Thu Trang nói là tụi con đẹp quá và sạch sẽ quá. Thật sự tại trẻ em cơ nhở mình phải có một cái gì đó nó nhếch nhác một chút xíu, nó phải dơ một chút xíu, ví dụ như một hai vết bẩn trên mặt hoặc là tóc tai không có thắt bính kỹ và đẹp được như vậy. Tụi con bị quá đẹp. Như ở đây nếu như mà tụi con quá trang, tụi con hóa thân vào nhân vật hơn chút xíu, giống như là quần áo cũng không có được mà thẳng tắp ngăn nắp như tụi con đâu. Kể trẻ em cơ nhở đôi khi bọn cái áo sơ mi thùng thình mà nó bị dơ, nó bị nhàu đôi khi một hai miếng vá rồi chẳng hạn. Rồi cái tóc tai cũng vậy nữa, cột rất là bết bát. Thì như vậy thì cái nhân vật của con nó sẽ đẹp nhân vật. Chắc hai trẻ này sắp được đón về gia đình mới. Chắc vậy. Nên tắm rửa sạch sẽ để đưa về gia đình mới. Thì cô Trang cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn Thánh Soi Thu Trang. Nickname luôn đó. Nickname luôn. Cô cũng đồng ý là nếu như tụi con hóa trang nhếch nhác thêm chút xíu á thì nó ra cái vai hơn. Nhưng mà đối với cô á cũng không có sao. Tại vì giống như mình tượng trưng cái hình tượng thôi cũng được. Cũng là cái áo khoác mang đôi dép lào vậy cũng được rồi. Đối với cô dễ dễ hơn cô Thu Trang chút xíu. Nhưng mà nhớ nha con, mấy cái nốt sâu, tại hai đứa con là cái giọng hát của tụi con có lực lắm. Cho nên mấy cái nốt cao phải để ý nha con. Tại vì có những cái chỗ mà khúc sâu á con á, con hát có một cái chỗ là cái nốt cao đó bắn lên giọng con rất là tốt và đẩy lên. Nhưng mà nhiều khi con sung quá cái nốt nó cao trên hơn chút xíu nữa thì nó cũng mất đi chút xíu. Cho nên mình phải để ý mấy cái đó nha con. Còn nhìn chung hai đứa con giọng rất là khỏe. Cô chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Và xin mời gia đình bố mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con của mình. Cái đầu tiên là cô cái gì vụ trang phục. Nếu mà nó thuộc về phim ảnh hoặc là bên kịch nó đi xuyên suốt trong một cái cốt truyện thì nó bắt buộc, cái điều đó là phải bắt buộc luôn. Còn cái này đây là một cái sân khấu ca nhạc và có thể nhẹ nhàng như cô Đoan Trang nói, mình có thể vui vui qua. Tức là dẫu sao cũng tội tụi con, các bạn đều mặc lộng lẫy quá trời mà không lẽ giờ cho tụi con mặc quẹt tùm lum rồi tội tội cho cháu. Đó là lý do tại sao chị em mình làm ca sĩ đúng không chị? Ở đội cô luôn luôn muốn thử thách tụi con để cho tụi con phải đi khác với cái sở trường của mình. Có thể là tụi con sẽ dừng lại ở vòng này, có thể là ở vòng sau, có thể là ở vòng sau nữa. Nhưng mà cuộc thi là để làm gì? Nó cũng là chỉ là một cái cuộc thi, một cái cuộc chơi. Nhưng nó được một cái là tụi con có được cái thời gian, cái cơ hội tụi con cọ sát.
Cho nên là cái bài này đưa cho tụi con là biết là rất là khó. Khi mà tập vô cái bài Phố Thị là trời, lúc đầu là cô cũng bó tay với tụi con luôn, không thể nào hát được hết Khang. Tại vì không có phải sở trường. Khi mà hát một cái bài mà nó nhẹ nhàng, mà Vũ nó dễ thương, không thể nào hát được. Vũ coi như là không hiểu sao, tức là phải chỉ cho cách hát từng chút và mỗi ngày hoàn thiện. Cho nên lúc mà cháu đổi qua bài kia là đúng cái sở trường chị, thì đấy, là chị chơi tới liền luôn. Nhưng mà hôm nay làm như vậy là cô cảm quá thấy rất, đúng rất là hài lòng rồi. Rất tuyệt vời. Rất là hài lòng với tụi con. Có lẽ là càng vào trong thì những thử thách của huấn luyện viên đưa ra, các em cố gắng hoàn thiện mình thật tốt. Và điều bây giờ là hãy kêu gọi khán giả bình chọn cho mình để mình nhận được cái sự yêu mến ấy. Và mọi người ơi, nếu như thương tụi con và thương team của con thì hãy bình chọn cho tụi con với mã số là 06. Yeah, thưa quý vị, hãy soạn SC khoảng cách 06 và gửi về tổng đài 6540 để ủng hộ bình chọn cho cặp đôi Mỹ Mỹ và Thủy Tiên. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn hai chị em. Đối với Huế thì Vũ cảm giác có một cái sự trưởng thành trong giọng hát, tại vì cháu đã có những cái kinh nghiệm trưởng thành ở trong cái diễn xuất cũng như là giọng hát và tiết chế rồi khống chế cái giọng hát của mình. Còn về Hoa là có một cái giọng thiên phú hát cao vút nhưng mà lại thiếu cái sự điêu luyện đó. Cái điều quan trọng là phải làm sao cho hai cháu có thể dung hòa lại được. Áo em bây giờ xa neo mây. Bạn hát hết câu đó. Gọi tên em mơ. Chữ suốt cơn nó bị cao quá, bỏ chữ suốt cơn luôn, con để bạn hát suốt cơn xong con vô đi. Mê này, con hát giọng trọng thật luôn. 2, 1. Gọi tên em mơ. Cặp đôi tiếp theo của chúng ta là một giọng hát đầy nội lực. Và điều đặc biệt là ở những vòng ngoài thì hai thí sinh của chúng ta đã đưa khán giả, đưa những vị huấn luyện viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bản mashup hai ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Hà Trắng và Còn Tuổi Nào Cho Em. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Huế và Mỹ Hoa. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay mong trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào cao, đời xin có nhau dài.
Một sự kết hợp một bản mashup vô cùng tuyệt vời với hai giọng hát đầy nội lực của hai chiến binh đội gia đình vũ trang. Một cái bài dựng rất là đẹp. Và hai con cũng như thế, hai con bước ra với hai cái váy đầm trắng nhìn rất là trong sáng, thánh thiện như là thiên thần. Và cái sự hòa quyện kết hợp rất là hợp lý. Từ bài Hạ Trắng và bài Còn Tuổi Nào Cho Em, nó đang xen lẫn với nhau và đẩy lên cao trào cũng đúng lúc. Cho nên là nó cũng đẩy cho mọi người một cái cảm xúc rất là hay. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn Linh Chú ạ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Chú nhớ lại hồi ngày xưa, cái thuở thanh thiếu niên của chú Bạch, những cái chuyện ngắn nó chia ra làm loại hoa đỏ, hoa xanh và hoa tím. Thì tụi con đang là hát những bài của lứa tuổi hoa bâng khuâng, loại hoa tím. Đó, chú Vũ và cô Trang quá là thông minh và tinh tế để đưa đúng cái cảm xúc vừa đủ, không bị dư và cũng không bị thiếu. Bây giờ trong một đại gia đình với nhau thì mình phải nói hết lòng với nhau. Mình đang kể một câu chuyện thì cái mạch cảm xúc của mình nó phải được liền lạc một mạch. Thì chính ánh mắt của tụi con nó đã nói lên cái điều là tụi con có liền lạc hay là chưa. Cho nên khi tụi con xem lại trên màn hình, tụi con sẽ thấy. Và cái này là cái bệnh chung của lứa tuổi thanh thiếu niên của chúng ta, chứ không riêng gì của tụi con đâu. Nói là nói chung cho các bạn. Khi mình hát thì mình thả hồn, tới chừng bạn kia hát thì mình rơi vào một cái câu chuyện mình để cho bạn kia kể. Thì cái này nó không phải là cái lỗi, mà cái này là cái để lần tiếp theo cho tất cả các con phải hết sức quan tâm những phần mình không hát. Bởi vì những phần mình hát mình đã làm quá tốt rồi. Đó, bây giờ yêu cầu cao hơn cho những vòng tiếp theo của tất cả các con, chứ không riêng gì của hai con trong cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Xin mời chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Thu Trang và huấn luyện viên Dư Trụ Vũ. Hôm qua cô Trang nói con là con đi, con không được nhúng. Con đi con giống như là con đang thả hồn theo nhạc. Con phải nhìn hoa, nhìn cảnh, xong rồi con cất lên cái giọng hát của con thật là ngọt ngào. Và hôm nay con làm được, con không có nhúng giống như ngày hôm qua nữa. Thì cái đó là cô cũng khen con. Còn Quế thì cũng vậy luôn. Tiếp thu rất là sát sao cái ý kiến của cô và chú Vũ. Nhưng mà hôm nay á, cái tập cộng tóc của con ở đây sao tự nhiên để làm chi, để cho che cái một chút xíu cái gương mặt của con. Con để qua nó một bên luôn đi chứ. Đúng rồi, cho nó sáng khuôn mặt đó, như vậy nó sẽ đẹp hơn. Tự nhiên cái để một cộng tóc ngay đây tự nhiên nhìn nó vậy không... nó mới nghệ sĩ chứ. Nhớ ngày xưa ông Elvis Presley đúng không, cũng có con sợi ngay đây không? Không, nhưng mà mình để cho nó bay bay phớt phớt thì nó phải ra đây chút xíu. Nó chỉ như vậy thôi. Cô Trang thấy là cái tiết mục này là một cái tiết mục mà cô Trang cảm thấy rất là tự hào về hai con. Cái điều mà Vũ phải công nhận là hai cháu rất là trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Cho nên á, khi mà Vũ chọn bài cho hai cháu, lúc đầu định chọn bài về tình yêu, tại mình nghĩ là hai cháu đủ cái độ trưởng thành để mà hát rồi. Nhưng mà khi mà nghe lại thì mình cảm thấy là nó hơi khó chút xíu để mà hai cháu có thể trình diễn một cách trọn vẹn. Cho nên Vũ ở những giây phút cuối cùng phải nghĩ ra một cái mashup mà gồm hai bài nó về tình yêu mà viết theo một cái cách nó rất là nên thơ, rất là mong manh. Cho nên là hai cháu cho dù hát về tình yêu, về cuộc sống, nhưng vẫn lứa tuổi này nhẹ. Dạ, cho nên là hôm nay đặc biệt là Hoa nè. Bình thường Huế lúc nào cũng giọng cũng chắc hơn Hoa hết, nhưng mà đặc biệt ở trong bài này em yêu cầu Hoa nhiều hơn bình thường. Là tại vì hai bài này cho dù mashup nhưng hai cái tông nó lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nếu mà giữ cái tông đó thì nó lại trở thành tông nam. Nhưng mà Hoa lại có cái khả năng là hát bằng cái giọng giả thanh rất là tốt. Cho nên là cuối cùng là hát cái tông nam nhưng mà là nữ hát. Cho nên hôm nay chú đặc biệt là khen con, lại làm rất tốt Hoa. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy chú Thanh Bạch nói rất chính xác. Cái này không riêng gì hai đứa, nhưng mà rất rất nhiều những người mà chưa có chuyên nghiệp đứng trên sân khấu, là sau khi mình hát cái câu của mình tự nhiên cái mình xả vai à. Cho nên để mà liền mạch cảm xúc thì con nên nghe theo cái lời mà bạn diễn của con đang hát. Hôm nay những cái gì mà cô chú đưa ra rất khó mà con đã làm rất tốt. Và bây giờ các bạn hãy kêu gọi khán giả bình chọn cho mình đi. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho con Khánh Huế và Mỹ Hoa mã số 12.